năm 1993, được các hộ dân xác nhận mượn đất để sinh sống. Chùa Phước Long, thị xã Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp cho ở nhờ lâu, bỗng nên mất đất. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cho mượn đất lâu năm, mất đất, mòn mỏi với các thủ tục hành chính xin giải quyết những tranh chấp này, dường như đã trở thành câu chuyện muôn thuở của không ít gia đình. Tuy nhiên, tại thị trấn Cái Tàu Hạ, tỉnh Đồng Tháp, 65 hộ dân sinh sống dọc từ chân cầu theo bờ sông đều xác nhận đây là phần đất của chùa Phước Long. Thậm chí có nhiều hộ còn làm cam kết mượn đất, trả đất cho chùa mà không cần bất cứ lý do hoặc đền bù gì. Khi dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 80 đi ngang qua đây, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cùng Hội đồng đền bù, hỗ trợ và tái định cư chỉ bồi thường cho các hộ dân sinh sống trên đất mà không chấp nhận yêu cầu bồi thường về đất của chùa Phước Long. Sống ở đây hồi 1970 tới giờ, không ngờ đất của chùa tuốt đi vô đây luôn, đất của chùa. Từ hồi tôi 19 tuổi là tới hôm nay rồi đó. Hôm nay cũng 8 mấy rồi. Hồi đó này thì đất của chùa, nhưng mà tôi ở, ai cũng ở đây cũng chùa không. Theo ghi nhận, từ những năm 1991 tới nay, có 65 hộ dân sinh sống trên phần đất thuộc thửa 359, tờ bản đồ số 3, với tổng diện tích 6.675m2 thuộc quản lý của chùa Phước Long. Nằm ngay trên trục đường quốc lộ, dưới chân cầu Cái Tàu Hạ, đường vào chùa Phước Long hiện nay thường xuyên bị ngập úng. Các hộ gia đình sinh sống tạm bợ, vệ sinh môi trường, chất lượng cuộc sống từ nhiều năm nay không được đảm bảo. Do đó, khi dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 80 của tỉnh Đồng Tháp được thực hiện, ngoài chi phí bồi thường các tài sản trên đất, chùa Phước Long mong muốn hiến tặng 50% chi phí bồi thường về đất cho các hộ dân sinh sống lâu năm. 50% chi phí còn lại dùng để thành lập quỹ đất, thực hiện di dời nhà ở hiện tại của các hộ không thuộc trong dự án nằm ngay sát khuôn viên chùa, đồng thời cải tạo khuôn viên và tu bổ chùa khang trang, sạch đẹp, trở thành nơi sinh hoạt tâm linh cho nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Hội đồng đền bù hỗ trợ và tái định cư không giải quyết tiền bồi thường về đất đã bị thu hồi cho chùa Phước Long, mà chỉ xem xét giải quyết bồi thường cho các hộ có nhà ở hiện hữu, ổn định từ trước tới nay. Ông Lê Ái Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cho rằng, theo khoản 2, điều 10, luật đất đai năm 2003 quy định, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của nhà nước cho người sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, các hộ dân nói trên đã có giấy tờ xin ở nhờ đất, được nhà chùa cho phép, tức thông qua giao dịch dân sự, biết rõ nguồn gốc, tình trạng đất. Các hộ nói trên hoàn toàn không phải được nhà nước giao đất trong quá trình thực hiện chính sách đất đai. Phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi đầy đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến quý vị ở các phóng sự tiếp theo.